tìm hiểu, nhóm người đứng ra giao bán đất thuộc một công ty có trụ sở tại tỉnh Bình Dương. Còn khu đất được dựng rạp giao bán nhộn nhịp này thuộc huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Đây không phải là lần đầu tiên những cảnh tranh mua tranh bán đất diễn ra. Theo chính các nhà đầu tư nhiều kinh nghiệm, các địa phương như Đà Nẵng, Hà Nội, Bà Rịa, Vũng Tàu đều đã từng xuất hiện kịch bản này. Đây là một cái chiêu mà các công ty hay thực hiện để chốt khách hàng và đưa khách hàng vào cái gọi là tâm lý đám đông. Các công ty môi giới họ thường cài lẫn nhân viên của họ vào xong lẫn là đóng vai khách hàng và với khách hàng thật. Trong quá trình ấy thì là nhân viên gọi là khách hàng giả đấy, họ thường liên tục là tác động đến tâm lý đến khách hàng thật, cho nên đôi khi khách hàng thật họ xuống tiền, họ đặt cọc mua đấy, chỉ vì là họ bị tác động tâm lý. Theo chia sẻ, các môi giới sẽ đăng thông tin về các lô đất trên mạng, sau đó lập một tour có xe đưa đón hẳn hoi để chở những khách hàng quan tâm đi xem đất. Khung cảnh nhộn nhịp tranh nhau mua đất do chính các môi giới tạo ra rất dễ làm nảy sinh tâm lý sợ bị bỏ lỡ, không mua thì hết, khiến nhiều khách hàng mắc bẫy. Vẫn có những nhà đầu tư thiếu tính chuyên nghiệp, thiếu hiểu biết các quy định pháp luật, nhất là những nhà đầu tư tay ngang, những người kinh doanh tài chính từ các cái ngành nghề khác. Trong cái giai đoạn vừa rồi do kinh tế suy yếu, nhiều ngành nghề hoạt động kinh doanh thiếu hiệu quả thì họ chuyển vốn sang thị trường bất động sản. Những đối tượng này chúng tôi vẫn gọi là F0, là những cái đối tượng mà rất dễ bị sập bẫy. Trở lại câu chuyện tại Bình Phước, đáng chú ý lãnh đạo địa phương khẳng định trên địa bàn xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh không có bất cứ dự án khu dân cư nào được cấp phép. Chính quyền địa phương đã cử lực lượng chức năng xuống kiểm tra và lập biên bản về hành vi tập trung đông người, thực hiện các giao dịch bất động sản nhưng không chứng minh được các giấy tờ pháp lý liên quan. Tuy nhiên, phía đại diện công ty bán đất lại khẳng định thực chất đây không phải là đất dự án, mà là đất nền họ mua gom từ người dân địa phương, sau đó bán lại cho nhà đầu tư. Là đất từng lô, từng sổ hết rồi đó chị. Thành ra mình bán theo kiểu thì người ta nói cái tên là dự án là cái tên thôi. Thật ra cái tên cho người ta hiểu thôi là đất là gọi là cái tên. Còn đất của mình là sổ sẵn hết rồi. Mình bán giống kiểu như bán cá nhân vậy đó. Thì giống như kiểu như vậy vì sổ từng lô rồi mà. Vâng. Thì có mình mới bán chứ ai dám bán bậy thì chết, bán bậy thì đi tù chết. Được biết hiện nay, lãnh đạo công ty này đang làm việc với các cấp chính quyền địa phương tại tỉnh Bình Phước để làm rõ các thông tin liên quan. Thực chất đây không phải là lần đầu tiên thị trường bất động sản xuất hiện hiện tượng này. Cho nên, các chuyên gia cảnh báo người mua cần cảnh giác trước các chiêu trò bán hàng của đội ngũ môi giới nhà đất và kiểm tra kỹ càng pháp lý của nền đất định mua.